Xin kính chào quý vị và các bạn. Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nằm ở độ cao trên 900m so với mực nước biển và cách thủ đô Hà Nội khoảng 80km. Đến đây thì quý vị sẽ cảm nhận được không khí dịu mát và trong lành. Quý vị đừng bỏ qua dịp khám phá Thác Bạc, nằm cách trung tâm thị trấn không xa và giấu mình trong núi với dòng nước trắng xóa đổ xuống, len qua từng vách đá. Thêm nữa, một trong những địa điểm mà quý vị không thể bỏ lỡ khi đến đây, đấy chính là nhà thờ đá cổ. Ngồi ở đây thì bạn có thể dễ dàng phóng tầm mắt để nhìn ngắm Tam Đảo tuyệt đẹp từ trên cao. Thời tiết Tam Đảo trong thứ tư và hai ngày sau rất lý tưởng cho những kế hoạch du lịch. Trời sẽ có nắng từ sáng đến chiều với mức nhiệt 25 đến 27 độ. Đêm và sáng sớm thì những cơn mưa xuất hiện, là những cơn mưa giải nhiệt nhưng cũng có thể kèm theo cả lốc sét. Quý vị ở trong nhà thì nên đóng cửa sổ, không nên vừa cắm sạc vừa sử dụng điện thoại để phòng sét đánh. Trung Bộ trong ngày thứ tư thì vẫn có nắng từ sáng đến chiều. Các thành phố từ Vinh xuống đến Quy Nhơn nắng nóng 35-36 độ. Còn từ chiều tối, các thành phố từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Quý vị vẫn cần phải đề phòng với các hiện tượng lốc, sét, gió giật, mưa đá nguy hiểm. Thừa Thiên Huế dự báo vẫn xuất hiện mức nhiệt nắng nóng trong ngày thứ tư và ngày thứ năm, 35 độ. Sang ngày thứ sáu thì nhiệt độ có giảm xuống 2 độ, còn 33 độ. Cảm giác cũng dễ chịu hơn hẳn. Nhiệt giảm là do mưa có xu hướng tăng về chiều tối. Mưa có thể đi kèm với lốc, sét, gió giật mạnh. Dự báo Nam Bộ liên tục có mưa dâng về chiều tối trong ngày thứ tư. Trước đó thì trời có nắng. Một số nơi xảy ra nắng nóng như tại Đồng Phú, Biên Hòa hay là Châu Đốc, 35 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác, nhiệt độ phổ biến 32 đến 34 độ. Tây Ninh dự báo cũng vẫn có mưa về chiều tối ngày thứ tư và hai ngày sau đó. Từ sáng đến chiều thì trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng 33 đến 34 độ. Núi Bà Đen sẽ là nơi mà tránh nóng lý tưởng, với độ cao lên đến 986m. Quanh năm thì đỉnh núi luôn được mây mù bao phủ và không khí ở đây cũng vô cùng là dễ chịu. Của bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.